2. Quá dễ dàng. Vâng. Huyền đơn vị Hà Nam, Lê Thị Mỹ Dung đơn vị Hoài Thanh Hóa các bác nhá. Em cũng phải đọc lại vì có một số phát là bấm máy không kịp. Mời tổ trọng tài tiếp theo. Hay lắm các bạn. Hôm nay hôm nay xem vật phải nói là tuyệt vời luôn. Ban tổ chức xin giới thiệu còn những đồ lại đồ đánh hay. 52 hạng 55 kg giữa hai nữ vận động viên Nguyễn Thị Huyền đơn vị Hà Nam các thảm đỏ. Lê Thị Mỹ Dung đơn vị Thanh Hóa các thảm xanh. Mời hai vận động viên vào thảm. Hai vận động viên bắt tay nhau. Nữ là không cần xe đài nhé các anh nhé. Trận thi đấu bắt đầu. Nữ vào là phập luôn, đấu luôn. Trận thi đấu thứ 53. Đinh Thị Phương Thảo đơn vị Hà Nam. Trận Nguyễn Minh Thu đơn vị Hà Nội chuẩn bị. Đấy. Tối nay sẽ đánh khoảng 4-5 keo của nữ các bạn. Phải nói là các bác thầy Kiên với lại bác các bác trong ban tổ chức tuyệt vời đã bố trí buổi tối ngày hôm nay đông khán giả xem, bà con xem cũng đông và bố trí cho những cái keo vật nữ phải nói là thu hút, rất là thu hút khán giả về với sân giới các bạn ạ. Ôi đang nói ngậm sao rồi? Tối rồi. Buổi tối các bác rảnh rang nên là phải nói là xem vật cũng đông. Sáng ngày live stream thì chưa lúc nào được trên 300 người. Tối nay đã được trên 300 bác xem rồi. Em chào bác Đặng Văn Trang nhá. Nhớ bấm đăng ký kênh và bấm like ủng hộ em nhé. Hiện tại trên sân giới là những cái đô nữ rất là lạ nên là em cũng không quen được miếng đánh với đòn đánh. Nên là cũng không biết là phải bình luận thế nào các bác ạ. Xa quá cũng không nhìn rõ xem các cháu nó đẹp gái hay là xinh gái thế nào để mà bình luận cơ. Hai đô thì tới cực. Trọng tài nhắc hai đô, hai đội viên thi đấu tích cực. Trận đấu tiếp tục. Trọng quan trọng chứ. Quan sát được. Nó có nhịp trống nhỉ? Không phải, trọng tài trống là quan sát một cái hình thức là chung cảnh. Còn trọng tài, hai ông trọng tài khi gần đứng gần này là bắt cận cảnh. Bắt tay đan vào nhau là bắt siết cổ đây. Rồi là chúng tôi xin thông báo đến toàn thể quý vị khán giả và quý vị lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên các đô cũng như các vận động viên chúng ta nắm được lịch thi đấu. Đấy. Số trận đấu của ban tổ chức chúng tôi là rất nhiều, gần 300 trận thi đấu. Thi đấu trong 6 buổi thi đấu. Ban tổ chức chúng tôi sẽ thi đấu buổi sáng ngày mai. Các trận thi đấu sẽ diễn ra vào lúc 7:30. Vâng, cháu cảm ơn bác Nghiêm Sáng nhé. Chúc bác mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng. Thi đấu vào lúc 19 giờ. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin thông báo đến toàn thể các đồng chí lãnh đạo cũng như toàn thể quý vị khán giả khách quý, các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên, chúng ta nắm được lịch của ban tổ chức chúng tôi, xin chân trọng cảm ơn. Đấy, ban tổ chức thông báo là hôm nay đấu đến 11 giờ các bác nhá. Các bác nhớ là phải sạc pin vào nhá. Đấu đến 11 giờ đêm đấy. Vâng, cháu chào bác Nhâm, bác Nhâm ơi. Bác Nhâm xem vật của bác gái ở bên cạnh không? Long quốc ngoài từ sáng vẫn chưa vật, chưa được vật. Long thì liếm mép thèm vật lắm chưa được vật chú ạ, bác Nhâm ạ. Thế với cổ thân thằng bé. Vừa xong trước lúc vào phát trực tiếp thì hai anh em ngồi uống nước chè với nhau. Thì do ban tổ chức xếp thôi chú ạ, bốc thăm và xếp phân bố hạng cân nên là không thể là đòi vật là được vật ngay. Thôi là em chào anh Thịnh nhá. Quá tuyệt vời anh Thịnh ơi, chiều anh Thịnh còn gửi được cho cả lịch thi đấu và nó tuyệt vời. Ê, chào bác Hùng, bác Nghiêm viết chào anh. Em biết tuổi đấy anh Nghiêm ơi, em năm nay hơn 40 rồi. Không, không mưa đâu anh Khải ơi. Long chưa vật đâu bác Nguyễn Quân ơi. Bổ sung và xuất bản năm 2021. Các nữ vận động viên sẽ thi đấu một hiệp là 5 phút, nghỉ 1 phút.
và thi đấu hiệp 2. Đăng ký mãi mới được vào kênh của anh. Vâng, cảm ơn bác Đặng Văn Trang nhá. Tuyệt vời, đăng ký kênh đi, chia sẻ video giúp em. Do vậy, thời gian của nội dung vật dân tộc so với nội dung vật tự do là hơn nhau và dài hơn rất nhiều. Chiến Nguyễn Anh Khải ơi, xem hai đô này đô nào thắng đây. Khó bắt lắm, khó bắt đô nào thắng lắm. Nắm được lịch cũng như luật thi đấu. Thôi dừng lại. Hai đô xinh gái quá. Hai đô thi đấu quá trẻ và xinh gái, đẹp gái các bạn. Nữ vận động viên chúng ta thi đấu tiếp tục đối với các kỹ thuật để thi đấu không bám giữ, nắm tay tư quá lâu. Trận đấu tiếp tục. Hôm nay ăn mấy cái hướng dương. Các vận động viên nữ thi đấu ở nội dung xanh xanh thắng à? Khả năng xanh thắng anh Khải ạ. Chỉ một sơ sẩy nhỏ là không có cơ hội. Xanh em thấy đánh hay hơn. Nhiều đoạn nữa đây ạ. Mời hai vận động viên nghỉ 1 phút. Được chỉnh chu các bác ạ. Ban tổ chức rồi xin mời vận động viên Đoàn Thị Kim Oanh lên gặp ban tổ chức. Xin mời cô Hồ Di Hải đơn vị Công an Nhân dân lên gặp ban tổ chức. Chuẩn đấy anh. Có đúng không anh cùng Văn Nguyễn? Thôi, phải... ngoài, xin mời hai vận viên vào rất thả. Hỏi chị đấy là chị của Hà Phương không? Nhìn quen là nhìn giống Hà Phương. Chăm sóc viên đúng rồi, anh Triệu Đô rồi, đấy đấy đấy. Em sáng em được nghe cái câu đấy, cái từ đấy mà em quên. Rồi, đang sang sau rồi. Rồi, bò rồi. Rồi, lại một đòn bốc. Không bốc được, lại sang sau. Một đòn sườn đây. Có khi nào một đòn sườn không? Sườn quá. Rồi. Lại sang sau rồi. Có chó rồi. Nào, lại sang sau. Bốc nổi rồi. Vâng, đây là cái hay và cái đặc biệt của vận dân tộc. Chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi là không có cơ hội để sửa sai. Nhưng thi đấu vận dân tộc, loại sau hai lần thua, các vận động viên có thể sẩy chân ở trận thi đấu thứ nhất vẫn có cơ hội moi lên để thi đấu ở trận chung kết vào chiều chủ nhật. Mời hai vận động viên đứng trước thảm ở lúc 1 phút 15 giây hiệp thi đấu thứ hai. Vận động viên Trang Việt Xanh đơn vị Thanh Hóa thắng cuộc. Quá tuyệt vời, phải nói là anh Đỗ Khải anh ấy tinh mắt thật. Bắt đồ nào chuẩn đồ đấy luôn. Chịu anh Đỗ Khải ở đấy, em chịu ở đấy. Hôm nay vật hội ở đâu đấy anh Phan Vệ ơi, hôm nay em vật ở Sơn Tây anh ạ, thành cổ Sơn Tây anh nhá. Khu thể thao giải trí Sơn Tây. Mời trận thi đấu 134 hạng cân 55 kg. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu không chụp được. Ở hạng cân 55 kg, Nguyễn Thị Huyền đơn vị Hà Lam đai đỏ, Nguyễn Thị Hà Trang đơn vị câu lạc bộ vật Thạch Thất. Đây anh Tùng thấy không, em mà quay ra đấy phát nó nhằng hình ngay nên là mình không dám quay anh ạ. Quay thử anh Tùng xem phát, vì trong lúc trọng tài giới thiệu thì hai đô cách nhau khoảng hơn chục mét, gần 20 mét, mà mình lia một cú máy như thế nó rất nhanh anh ạ, nên là rất khó. Mặc dù em đang dùng một cái chân máy bát H60 Libex này, phải nói là để mà nói về dân quay chuyên nghiệp thì chỉ dùng đến những con như này là đời cao nhất rồi anh ạ. Trang phục xanh cũng như chỉ đạo viên đơn vị câu lạc bộ vật Thạch Thất lần thứ nhất. Rất mất thời gian của ban tổ chức chúng tôi. Hàng nghìn khán giả cũng như cả ban tổ chức đợi một vận động viên. Cháu nó vừa đi chơi với người yêu về, nó cũng phải dán tí gọi là trang sức lên một tí. Thế còn từ sáng giờ cháu ở đây chờ vật thì cháu không đeo đâu. Thôi các bác hoan hỉ nhé. Xinh gái này chắc hôm nay đi vật người yêu đưa đi. Mời hai vận viên vào thả. Cô gái bốn con trông mòn con mắt. Trước khi hai vận viên thi đấu, tổ trọng tài nhắc vận động viên trang phục xanh lần thứ nhất. Trận đấu bắt đầu. Câu giờ của trọng tài. Trở lại với hai đô vật nữ khá là trẻ trung, xinh gái đang có mặt ở trên sân giới. Chưa đủ. Đăng ký rồi, đăng ký thêm rồi nhưng mà mới có 9 ghi. Thôi đề nghị hai vận viên dừng lại.
đề nghị vận động viên trang phục xanh ra cởi cái vòng ở chân ra. Đấy, trời ơi, trọng tài tinh mắt thế. Chúng tôi nghiêm túc nhắc nhở vận động viên và huấn luyện viên đơn vị Thạch Thất, đề nghị các em vận động viên cũng như các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên của các đoàn chúng ta nghiêm túc thực hiện quy định của giải đấu. Trận đấu tiếp tục. Xanh thiếu ý thức, công nhận anh ạ. Vì giải đấu năm nay còn quá rất là nhiều cặp đấu nữa, nên là một phút cũng rất là quý giá cho buổi tối ngày hôm nay các bác. Thôi dừng lại. Xanh đẹp. Mời hai vận động viên đứng dẫn đảm, chúng tôi xin công bố kết quả cao vật ở lúc 1:04 hiệp thi đấu thứ nhất. Vận động viên trang phục đỏ đơn vị Hà Lan thắng cuộc. Mời trận thi đấu hạng 60kg vào ghế. Hội này còn ngày mai nữa anh ạ, hết ngày mai nữa anh ạ. Đây là giải đấu chứ không phải ở trong hội làng đâu anh nhá. Không liên quan đến một cái hội làng nào. Trận thi đấu 135. Đây là giải đấu. Vào ghế trận thi đấu 100. Nên chúng ta phối hợp giúp ban tổ chức chúng tôi khẩn trương cho. Quá hay các bạn. Số trận đấu của ban tổ chức chúng tôi là còn rất nhiều. Bây giờ chúng ta đã trở lại sân giới với lại hai đô vật nữ rất là trẻ trung và khả ái. Một đô vật đến từ ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu hạng 55kg giữa hai vận động viên Kiều Thị Kiều Anh đơn vị Hà Nội trang phục đỏ, Nguyễn Thị Huyền đơn vị Hà Nam trang phục xanh. Mời hai vận động viên vào thảm. Hai vận động viên bắt tay nhau. Lại Hà Nam. Trận đấu bắt đầu. Hai đô này nhìn nhác nhác cái đô này này. Đúng đô lúc trước đánh nhỉ. Lại là một cặp đấu nữ. Thôi, sang ngoài, xin mời hai vận động viên vào giữa thảm. Trận đấu tiếp tục. Phố đỏ này thì đai đỏ này thì nhẵn mặt rồi. Nhưng mà lúc nãy đánh rồi hay sao chứ? Đúng rồi, nhìn quen quen. Hay là chị gái? Quen lắm. Cái này là ví dụ thắng trận này gặp thắng trận kia. Như thế. Thôi. Quá dễ dàng. Vâng, mời hai đô đứng giữa thảm, chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 0:38 hiệp thi đấu thứ nhất, vận động viên trang phục đỏ đơn vị Hà Nội thắng cuộc. Quá dễ dàng.